Lexus đã vừa giới thiệu phân nhánh xe thể thao F-Sport Performance và IS500 là thành viên đầu tiên thuộc phân nhánh này. F-Sport Performance được định vị nằm trên gói trang bị F-Sport và tiệm cận những phiên bản F thực thụ như RCF, GSF hay chính chiếc ISF trước đây. Lexus mang đến sự khác biệt so với nhiều mẫu xe thể thao hiện nay khi vẫn trung thành với động cơ dung tích lớn và hút khí tự nhiên, với ưu điểm về độ phản hồi nhạy bén và âm thanh đầy hấp dẫn. Dưới nắp capo cơ bắp và cao hơn 2 inch so với chiếc IS350 là khối động cơ V8 4.0 lít được bê nguyên từ chiếc RCF với sức mạnh 478 mã lực và 536 Nm. Xe vẫn dùng hộp số tự động 8 cấp giống như đàn em IS350 và truyền toàn bộ lực kéo tới hai bánh sau. Gói Dynamic Handling được trang bị tiêu chuẩn, gồm hệ thống treo thích ứng ABS và bộ visa chống trượt của Torsen. Những giảm chấn phía sau được cung cấp bởi Yamaha, mang đến sự thoải mái ở tốc độ thấp và độ ổn định ở tốc độ cao. IS500 sử dụng đĩa phanh hai mảnh bằng nhôm, với đường kính 14 inch phía trước và 12,7 inch phía sau. Dù sở hữu khối động cơ V8 to lớn, nhưng IS500 chỉ nặng hơn 65kg so với IS350, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 4,5 giây và tiêu thụ khoảng 9,8 lít xăng cho 100km hỗn hợp. Những thay đổi ở bên ngoài gồm cản trước và vòng bánh được nới rộng, huy hiệu F-Sport bên hông màu đen, viền cửa sổ sơn đen, cánh gió trên mép đuôi, bộ khuếch tán gió gầm thấp hơn và cặp ống xả kép xếp chồng lên nhau nằm đối xứng hai bên. IS500 được trang bị mâm hợp kim NK 19 inch, nhẹ hơn đôi chút so với mâm cùng kích thước trên IS350. Di chuyển vào bên trong, huy hiệu F-Sport xuất hiện trên bậc cửa và vô lăng sưởi ấm được bọc da. Màn hình khởi động dành riêng cho IS500, phía dưới là những bàn đạp F-Sport bằng kim loại. Lexus cung cấp 5 chế độ lái, gồm Eco, Normal, Custom, Sport và Sport Plus. IS500 F-Sport Performance sẽ được mở bán tại Mỹ từ mùa thu năm nay, với mức giá khởi điểm rơi vào khoảng $56,000, tương đương 1,3 tỷ đồng. Vừa rồi là video giới thiệu Lexus IS500 F-Sport Performance. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.